Lẹ lên, lẹ lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Lẹ lên, còn ai nữa không? Còn. Còn ai nữa đâu? Bác Tài đi, bác Tài. Ôi, còn tôi anh ơi. Nhanh cái chân lên. À, xin lỗi mọi người. Em ơi, em ngồi xích vô một chút cho anh ngồi chung với được không? Dạ được. Cảm ơn em nha. Em tên gì? Em tên Nguyên. Còn anh? Anh tên Hưng. Em cũng người Cần Thơ luôn hả? Ừ. Vui quá, lâu ngày lên Sài Gòn về quê mà cũng gặp được đồng hương. Em nè, em có rành cái này không? Điện thoại anh nó bị gì á? Bị cái gì là bị cái gì vậy anh? Bị chưa có nick Facebook của em đó. Trời, anh này vui tính ghê. Cho anh xin nick Facebook của em nha. Đây em bấm cho. Đi nè. Rồi, anh gửi lời mời kết bạn cho em rồi đó. Tí có mạng mình xét cho nha. Trên xe nóng nực thiệt luôn á. Anh có mang theo cái này cho em một gói nè. Em lau mặt đi cho mát mẻ tỉnh táo. Không cần đâu anh. Cứ xài đi đừng khách sáo. Nếu mà anh cho thì em xin nhận nha. Anh chu đáo quá à. Đi xa mà em, mang theo cái này nó đỡ lắm. Trời, đúng mùi em thích luôn á. Em lau mặt đi cho mát mẻ. Dạ, cảm ơn anh. Sao vậy? Em bị say xe hả? Ờ. Bác Tài dừng lại xíu bác Tài ơi. Bạn tôi bị say xe. Em chóng mặt mắt ói quá anh ơi, cho em xuống xe đi anh. Lẹ lẹ đi anh. Dừng đi bác Tài ơi. Để anh đưa em xuống. Tắp vô đại đi bác Tài. Cho em xuống. Để anh mở cửa cái. Đi bác Tài ơi. Anh ơi. Sao vậy? Có người bệnh hả? Ừ. Thôi lên tôi chở đi bệnh viện nha. Anh giúp tôi với nha. Ráng lên nè. Thôi. Mọi người chắc nó nha. Nhìn nó nha. Rồi. Đi á. Rồi đi anh. Sơn. Cái gì ba? Chở tôi với theo cái xe đó. Nhanh lên. Cái xe nào? Từ từ. Cái xe đó kìa. 300 nha, 300 nha. Bao nhiêu tiền cũng được. Ok. Từ từ. Để nó vô. Rồi, dừng xe đi. Dừng nó coi. Phụ tao. Qua đây nè. Đi ra đây. Thôi dùng lại đây đi. Nói nhỏ con mà nặng dữ mày. Mày để ý có xung quanh có ai không? Mày lụm như nãy đâu vậy? Trên xe buýt. Dạy trai. Để tôi chừa luôn. Xấu như trai. Cái đầu nó ra coi. Xấu mà tiền nhiều mày. Lộp hết đi. Ngon á. Đây được rồi. Nhanh lên. Ok, tiền xe của anh. Tiền. Các bạn có tính làm gì nữa không? Thôi, vợ tao mày đi bán đống đồ đó. Kiếm mớ tiền, tìm em chân dài ngon hơn. Đúng không? Ừ. Thôi, đi. Gì vậy ba? Bị gì rồi? Chướng gì vậy? Kẹt bánh không? Tao để ý mày từ lúc mày mới lên xe rồi. Lật mũi coi cũng sáng láng đẹp trai. Đi lừa gạt cướp bóc hả? Rồi chuyện của tao. Mày là thằng nào? Không cần biết tao là ai. Ê, con tao. Mày đồng bọn của nó hả? Không. Chứ sao? Tiền xôm. Xin lỗi, quên.
đầu quên. Sao không? Nó gãy răng luôn. Đây đây, đây, đây. Xin lỗi nha, xin lỗi nha, xin lỗi nha, xin lỗi nha. Ai nào nãy chụp cướp mày? Đưa đây. À, à. Thằng kia. Tao em đau anh ơi. Em đau. À, à. Hai thằng mày bỏ chưa? Dạ, đau thiệt anh ơi. Bỏ, không có lừa đảo cướp bóc nữa nghe chưa? Dạ rồi. Ôi da, đau thiệt anh. Cảm ơn anh. Trong lúc đứng chờ công an tới, hai thằng xòe tay ra. Nhanh. À, à, đau anh. Thằng này đánh tay thằng kia. Đánh. Đánh. Bảo lên. Thằng này đánh lại. Tiếp. Tiếp. Mày. Đi. Qua đây. Đi đây đi. Thôi đi. Nhìn coi có ai xung quanh không kìa. Kiếm vô này đâu ra đi. Tôi gặp trên xe buýt. Ngu lắm. Dạy trai. Cho chừa. Xấu mà người trai hả mày. Bỏ nha con. Xấu mà người trai hả mày. Bỏ nha con. Xin lỗi. Không phải. Không phải. Tôi kéo không dây lúc mũi. Cười động lộn. Cái mặt nó nguyên đang như vậy. Thằng Quỷ kéo cái vỏ ra. Sơn, Sơn, Sơn. Nhanh vậy ba. Chở tôi chiếc xe xe đó. Nhanh đi. Từ từ, chiếc xe xe có nào. Cái xe đó. Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh. Nhanh, 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 nhanh. Từ từ, từ từ.